Xin kính chào toàn thể của anh chị đã quay trở lại với kênh mua bán xe cũ. Em là Trịnh Vũ Thái Hòa đến từ Auto 88. Có địa chỉ cửa hàng tại số 5 đường Khánh Toàn, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Và ngày hôm nay thì uh, cũng rất lâu rồi em Thái Hòa mới mua được một cái siêu phẩm của Mazda 3. Đó là chiếc Mazda 3 2.0 uh, phiên bản Philip của anh chị nhé, sản xuất và đăng ký năm 2017. Xe là một chủ từ đầu, tên tư nhân, biển gốc thành phố biển gốc thành phố nghĩa là mặc định sang tên Hà Nội là không mất 20 triệu tiền biển của anh chị nhé. Chiếc xe này thì mới chỉ chạy 4,8 vạn thôi ạ và full lịch sử bảo dưỡng trong hãng. Đó. À, cái bản 2.0 nhà anh em mình biết quá nhiều rồi thì ngay bây giờ đây em sẽ cùng quý anh chị đi một vòng quanh xe. Em sẽ giới thiệu chi tiết từng phần một tới của anh chị. Như anh chị có thể thấy thì uh, chiếc xe được khoác lên mình màu trắng ngọc trai rất đẹp luôn đúng không ạ? Đó, màu trắng thì gần như là cái màu đẹp nhất của Mazda rồi cực kỳ hợp với ngôn ngữ thiết kế cô luôn và chiếc xe này em mật bí với quý anh chị sau hơn 4 năm sử dụng nhưng chiếc xe tỷ lệ sơn zin lên tới 90% ạ đó một tỷ lệ sơn zin cực kỳ cao khi anh em mình lựa chọn một chiếc xe đã qua sử dụng rất đẹp luôn quý anh chị nhé cái bản này đã là bản Philips phanh tay điện tử rồi rồi em sẽ đi vào chi tiết chiếc xe luôn quý anh chị nhé trước hết là xe sẽ được trang bị cặp đèn full led trước sau đó và hai bên chóa đèn của chiếc xe thì rất là sáng luôn quý anh chị nhé rất sáng luôn đèn full led trước sau này à, từng cái mép cản trước của xe thì à, rất là khít với tay chưa bị tháo ra tháo lại nhiều lần để sơn hay là nắp capo cũng vậy đều trùng màu sơn với nhau rất là đẹp luôn quý anh chị nhé tiếp đến là bộ vành của chiếc xe xe được trang bị bộ vành lên tới 18 inch và gia chủ cũng vừa mới thay dàn lốp Michelin dày cộp luôn quý anh chị nhé Đây ạ. Cái lốp này quý anh chị yên tâm đi được thêm 3 4 vạn nữa thoải mái không phải nghĩ ngợi gì vấn đề về lốp láp cả. Đó chạy à, dọc thân xe thì xe được mà trang trí bởi những cái nẹp mạ chrome chân kính tăng phần thăng sang trọng và thể thao hơn cho chiếc xe rất là nhiều. Đó. À, đến khu vực Đuôi xe thì xe cũng được trang bị full cảm biến luôn quý anh chị nhá à, Gia chủ thì đã lắp thêm một cái cánh lướt gió rồi Tiếp đến là cặp đèn hậu của chiếc xe cũng được trang bị đèn full LED Và cái giải LED của chiếc Mazda 3 2.0 này ý, Nó rất là mảnh mai, trông nó cực kỳ lạnh lùng Nó cực kỳ lạnh lùng nhưng không kém phần sang trọng quý anh chị nhé. Rất đẹp luôn đúng không ạ Trông cực kỳ thể thao Đây em sẽ mở hết cả bốn cánh cửa ra Để cho quý anh chị cùng xem Nội thất của chiếc xe khi chuẩn bị bước sang năm thứ năm sử dụng thì nó còn đẹp tới bao nhiêu phần trăm Cái bản 2.0 này thì khi anh em mình đi thì không phải nghĩ ngợi nhiều về cái chuyện hòa ga Và sở hữu khối động cơ lên tới 155 mã lực đạp ga dính lưng luôn quý anh chị nhé Đó, <laughs> wow đây là nội thất của chiếc Mazda 3 Khi đã bước sang năm thứ năm sử dụng quý anh chị nhé Bộ ghế da của xe thì vẫn rất là căng mọng này, đó như anh chị có thể biết thì ghế Mazda mà đi nhiều nhìn phát là biết ngay đúng không ạ Nhưng mà đây gia chủ thì rất là giữ gìn à, Ghế lái thì được trang bị ghế chỉnh điện 8 hướng này Đó ghế rất là ôm lưng và thể thao luôn của anh chị nhé Bộ ghế da cao cấp vẫn còn rất là đẹp Khu vực tắp ly của chiếc xe thì gia chủ đã ốp thêm những cái ốp carbon rồi Tất cả tắp ly đều được bọc da vô cùng sang trọng Tiếp đến là vô lăng của chiếc xe đó vô lăng của chiếc xe sau 4 năm sử dụng nhưng vô lăng của chiếc xe vẫn rất là mới Đây, quý anh chị có thể nhìn cái phần vách vô lăng đây Đó, tất cả các nút bấm vẫn đều rõ nét Chưa bị chảy, bị chóc hay là bị mờ số gì cả à, Tiếp đến là, đây, em sẽ ngồi vào trong xe Xe sẽ được trang bị phanh tay điện tử của anh chị nhé Cuối 27 là được trang bị rồi Đó, từ tháng 5 năm 2017 đã được trang bị phanh tay điện tử rồi đúng không ạ Tiếp đến này, cái bản 2.0 có sự khác biệt này Đó, cái này là HUD kính lái luôn quý anh chị nhá, hiển thị thông tin trên kính lái. À, cái này thì ở phiên bản cũ cũng đã có rồi. Gương chiếu hậu chống chói. À, màn hình cảm ứng 7 inch hỗ trợ camera lùi. À có cái điểm này là khác phiên bản cũ này, à, phiên bản 1.5 này. Xe sẽ được trang bị màn hình đồng hồ số của anh chị nhá, hiển thị bằng số chứ không hiển thị uh, theo kiểu km ở trên uh, trên trên cái bản 1.5 nữa. Rồi điều hòa tự động. Đó. Tiếp đến là tính năng an toàn thì xe được trang bị lên tới 6 túi khí của anh chị nhé 6 túi khí Ở đây thì uh, xe được trang bị cửa sổ trời chỉnh điện Đó Nội thất của chiếc xe vẫn rất là đẹp luôn của anh chị nhé Mướt mượt mượt Khi đã bước sang năm thứ năm sử dụng Bước sang thì ạ Đó Hàng ghế sau của xe thì cũng vậy Vẫn rất là đẹp Vẫn rất đẹp luôn quý anh chị nhé Vẫn rất đẹp luôn Đó đẹp tuyệt vời luôn đúng không ạ Rất hiếm khi bắt gặp được một chiếc Mazda 3 2.0 Full lịch sử bảo dưỡng trong hãng Và chiếc xe còn đẹp còn chất như thế này Còn chắc chắn rồi Khi mua một cái chiếc xe lên tới hơn nửa tỷ đồng Thì quý anh chị không phải ngần ngại đi test hãng hay là check hãng gì cả và ngoài ra thì uh, Auto Auto 88 bán ra đều có cam kết bằng văn bản cho quý anh chị và cam kết bảo hành động cơ hộp số 1 năm. Tất cả những xe mà auto 88 bán ra đều cam kết không đâm đụng, không ngập nước, động cơ hộp số nguyên bản, hồ sơ pháp lý chuẩn và không phạt nguội. Cái khoang máy này thì em sẽ để nguyên để cho quý anh chị trải nghiệm. Về không em không bao giờ dọn khoang máy đâu vì nhiều xe nó bị chảy dầu ấy, nếu mà dọn khoang máy thì quý anh chị không thể phát hiện được nên là em sẽ để mộc cho quý anh chị. Khi nào quý anh chị đến mua xe của em yêu cầu em dọn, ok, em sẽ dọn. Rất nhanh gọn thôi đúng không ạ? Đây quý anh chị nhé. À, sau hơn 4 năm sử dụng nhưng capo của chiếc xe thì vẫn chưa ra đó ốc capo vẫn còn nguyên này vẫn còn cái vết màu nâu nâu của nhà sản xuất rất mới luôn quý anh chị nhé khu vực đèn đóm của chiếc xe này đó khu vực ốc dàn đầu của chiếc xe này vẫn chưa có vết tháo mở hay đụng chạm gì cả đó khu vực ốc chân máy của chiếc xe cũng vậy đây khu vực chassis còn lại thì quý anh chị yên tâm nhé. Về thì bên em cũng kiểm tra rất là kỹ rồi thì bên em mới dám cam kết. Vì bên em là người rơi tiền trước mà, đúng không ạ? Rồi. À thì hiện tại chiếc Mazda 3 phiên bản 2.0 Philip sản xuất và đăng ký năm 2017, một chủ từ đầu tên tư nhân biển gốc thành phố, chạy 4,8 vạn. À đang auto 88 chào bán với giá là 585 triệu đồng. Và giá trên thì bên em vẫn thương lượng thoải mái luôn quý anh chị nhé. Tùy vào mức độ những <laughs> tùy vào mức độ như tình của anh chị thôi ạ à, và em có nói từ đầu rồi à, tất cả những xe bên em đều cam kết bằng văn bản cho quý anh chị à, chiếc xe này thì vẫn được bên em hỗ trợ trả góp ngân hàng lên tới 70% giá trị xe trong vòng 5 năm quý anh chị nhé quý anh chị mua xe có thể liên hệ qua số điện thoại trên màn hình 096 140 8888 hoặc là qua facebook chính chủ cửa hàng là em Trịnh Vũ Thái Hoa rất là cảm ơn quý anh chị đã xem hết video và chúc anh chị có một ngày làm việc thật là hiệu quả và tràn đầy niềm vui.